Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chinh phục cụm động từ do. Và hôm nay bài của chúng ta khá là dài, vì vậy mà chúng ta sẽ phải có tác phong nhanh nhẹn thì mình mới có thể chữa kịp hết bài hôm nay của chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Lâu lắm rồi cô mới gặp các bạn, đúng không? Phải cách mất 2-3 ngày gì đấy chúng ta mới gặp nhau. Hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với phần chinh phục cụm động từ do. Nếu các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta rồi, mình sẽ bắt đầu vào học nhé. Sẵn sàng chưa? Ok, nếu như các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta rồi, mình sẽ bắt đầu vào học ạ. Sẵn sàng chưa? Ok, cô chào các bạn. Ok. Các bạn đến nay chúng ta sẽ đến với phần đó là chinh phục cụm động từ do. Và phần này của chúng ta có cái lượng bài tập khá là dài. Vì vậy mà chắc là chúng ta phải khẩn trương thì mới kịp được. Nhớ, chúng ta sẽ đến với phần đó là phần chinh phục cụm động từ do nhá. Đó không ạ? Sẵn sàng chưa? Chưa. Ok. Âm thanh ánh sáng ok rồi. Vậy mình bắt đầu vào học luôn nhé. Chờ âm thanh ánh sáng đã ok rồi thì mình sẽ bắt đầu vào học luôn này. Đúng không ạ? Rồi, cô sẽ có như sau này. Cũng vẫn giống như mọi lần trước là cô Trang Anh sẽ hướng dẫn các bạn nhờ bằng cái phần bài tập, và trong quá trình làm bài tập thì chúng ta sẽ nhắc lại. Với câu này cô sẽ có như sau. Đầu tiên thì cô sẽ chọn cách dịch trước để cho nó tiết kiệm thời gian. Thì cô sẽ dịch như sau. Nhờ chúng ta sẽ có như sau này. Với cái câu số 254, cô sẽ có như sau, đó là anh ta đã trang trí một cái ngôi nhà cũ. Rồi là sao? À sorry, anh ta trang trí lại, anh ta chất tân trang lại những cái ngôi nhà cũ, rồi bán chúng với cái giá hời. Thì ở trong này cô sẽ có cái cấu trúc, đó là cấu trúc sao somebody to earn a profit, bán nó để kiếm lời. Nhớ, chúng ta sẽ có cấu trúc sorry, sao something earn a profit, nhựa bán cái gì đó để kiếm lời. Vậy thì với cái câu này cô sẽ có như sau. Anh ta tân trang tu sửa lại những ngôi nhà cũ rồi bán chúng để kiếm lời. Cô có cấu trúc là sao? Something at a profit. Chợ bán cái gì đó để kiếm lời. Vậy thì ở đây cô sẽ xem là thử xem cho cô từng anh một nhá. Anh doing anh có nghĩa là gì? Chợ anh doing anh có nghĩa là thủ tiêu hoặc là giết ai. Anh doing anh có nghĩa là làm cho ai đó mệt mỏi. Vậy thì cả hai cái nghĩa của anh doing không thể hợp với câu này được, đúng không ạ? Từ doing của chúng ta có nghĩa là nhận từ doing với nghĩa thứ nhất. Nhận cô biết ra đây nhá. Từ doing của chúng ta có nghĩa là khiến giết. Chợ và nghĩa thứ hai nữa là bằng make somebody tired, khiến cho ai đó mệt mỏi. Chợ bằng cấu trúc là make somebody tired, khiến cho ai đó mệt mỏi. Vậy thì cô sẽ không dùng từ doing được. Vậy xem cho cô anh do with thì sao? Chợ anh do with nghĩa là có liên quan tới, hoặc là muốn, hoặc là cần cái gì. Vậy thì ở đây chúng ta cũng không dùng từ do with được, đúng không? Thì cô sẽ có từ do without nghĩa là gì? Do without nghĩa là xoay sở mà không có cái gì hoặc có ai. Vậy ở đây chúng ta cũng không dùng do without được. Vậy thì cô sẽ chỉ còn do up mà thôi. Vậy thì anh do up ấy có nghĩa là gì? Cô có như sau. Cô có anh do up, anh ấy nghĩa là cài hoặc là thắt chợ quần áo hoặc là dây bảo hiểm nhớ. Thế này cô sẽ có anh đua của chúng ta còn nghĩa là sửa lại, trang trí lại tòa nhà hoặc là ô tô. Vậy theo nghĩa là từ đua nghĩa là sửa lại, trang trí lại, thì câu số 254 cô chọn được câu này là ý D. Ok chưa? Xong câu số 254 chuyển cô sang câu số 255. Chợ I know you don't like him. Tôi biết là bạn không thích hắn nhớ. Nhưng mà không cần thiết phải làm sao anh ta nhớ. Chúng ta sẽ có cấu trúc là then, không cần thiết để làm gì. Lại có cấu trúc là keep doing something, tiếp tục làm gì. Không cần thiết phải cứ tiếp tục làm sao anh ta in front, trước mặt sếp như vậy. Cứ có từ sau, chờ cứ có từ đuộm nghĩa là cài thắt lại. Từ đuộm nghĩa là trang trí, từ đuộm nghĩa là gói. Vậy thì cô không dùng đuộm rồi. Nhờ, thế thì cô sẽ có anh do over nghĩa là gì? Chờ cô có anh do over, đây rồi. Do over nghĩa là làm lại từ đầu. Do over nghĩa là trang trí phòng theo một kiểu mới. Do over nghĩa là tấn công hoặc đánh trọng thương ai. Vậy thì cô sẽ thấy được theo cái nghĩa của anh do over như vậy không xét vào đây được, nên cô sẽ bỏ ý A.
Bây giờ cô sẽ còn từ do off và do do down đúng không ạ? Cô sẽ có anh do off, do off, do off, do off. Dạ, cô sẽ có anh do off không có, nhưng cô sẽ có anh do down. Chờ, cái anh do down của chúng ta nghĩa là gì? Chỉ trích, hạ bệ hoặc sỉ nhục ai. Vậy thì cô sẽ lấy nó theo cái nghĩa như này. Nếu theo nghĩa như này thì cô sẽ chọn được đáp án của câu số 255 là ý C. Đây là tôi biết là bạn không thích hắn, nhưng mà không cần thiết cứ phải hạ bệ hắn trước mặt sếp như vậy. Vậy thì với câu số 255, cô chọn được ý C, được chưa? Rồi, xong câu số 255 chuyển cô sang câu số 256. Nói chung là hôm nay cô ý thức được là bài rất là dài, nên là cô đã vào rất rất là đúng giờ rồi. Nhờ, hy vọng là chúng ta có thể làm xong. Ok, với câu số 256 đi rộng. What are you going to do on that junk? Bây giờ chúng ta sẽ có từ do away with, nghĩa là gì? Nhờ bạn có thể gióng lại bảng. Đây cũng chính là cách học cái cụm động từ trong cái cuốn sách này. Tức là em sẽ đầu tiên là em học thuộc cái bảng này trước này. Sau đó em làm bài tập, và trong quá trình làm bài tập cái chỗ nào em không nhớ thì em lại gióng lại cho cô lần nữa. Làm đi làm lại nhiều lần sẽ nhớ. Nhưng mà khi em làm cái câu đấy em phải hiểu được là cái câu ấy nó đang cái câu đấy có nghĩa là gì, đúng không ạ? Và chúng ta đang áp dụng cái cấu trúc cái cụm động từ với ý nghĩa là gì? Vì thực ra bạn thấy là cụm động từ nó có rất là nhiều nghĩa. Cứ có cấu trúc là do away with, nghĩa là xóa bỏ, thủ tiêu. Vậy thì ở đây cô sẽ có như sau. Cô dịch là bạn sẽ làm gì với tất cả, bạn sẽ cần, đúng không ạ? Bạn sẽ làm gì với tất cả cái đống đống junk. Vậy thì cô sẽ thấy được ý A của cô không ok rồi. Thế này ý B của cô là sao với từ do with? Chợ do with của chúng ta nghĩa là có liên quan tới hoặc là muốn hoặc cần cái gì. Chợ tiếp này ý C của cô với từ do up. Do up của chúng ta nghĩa là gì nhỉ? Vừa nãy mình có từ do up nghĩa là trang trí lại này, đúng không ạ? Do up nghĩa là gói này, đúng không ạ? Từ do up của chúng ta nghĩa là cài hoặc thắt lại này. Vậy chúng ta sẽ không chọn từ do up được. Tiếp này cô sẽ có từ do out of nghĩa là gì? Cô có cái cấu trúc đó là do out of, ngăn cản ai không có được cái thứ gì mình muốn. Vậy thì ở đây cô cũng sẽ không dùng từ do out of được. Vậy thì với cái câu này chúng ta sẽ không chọn ý D. Do đó câu số 256 cô sẽ chọn được ý B với từ do with. Bạn cần làm gì với tất cả những cái đống junk đó. Được không ạ? Sao cho xong chưa? Từ do over nghĩa là gì? Em xem cho cô này. Từ do over của chúng ta nghĩa là trang trí phòng theo một cái kiểu mới. Tức là nhìn cho nó bắt mắt hơn, cho nó đẹp hơn. Thế còn từ do up của chúng ta nghĩa là sửa lại, tân trang lại cho nó mới. Rồi, tiếp này. Xong câu số 256 chuyển cho cô sang câu số 257. Dạ, với câu số 257 cô sẽ có như sau. Ở đây người ta đang dùng cái hình thái đó là câu trẻ. Câu trẻ nó sẽ là it đi với that. It that này. Vậy thì toàn bộ cái chỗ đó là climb that glass hill của chúng ta đóng vai trò là thành phần nhấn mạnh. Được không ạ? Thì cô sẽ có như sau. Chính cái việc trèo lên cái ngọn đồi đó thực sự khiến cho họ làm sao? Vậy cô sẽ thấy được là chính cái việc trèo lên cái ngọn đồi trước đấy đã thực sự khiến cho họ làm sao? Chúng ta sẽ có từ do out nghĩa là gì? Dạ, cô sẽ có từ do out nghĩa là dọn dẹp, tân trang hoặc là trang trí. Vậy thì cô sẽ không dùng từ do out trong trường hợp này được. Nên cô sẽ bỏ ý A. Dạ, cô sẽ có từ do off không cả, đúng không ạ? Cô có từ do over và do in. Thì cô sẽ anh có cái anh do over lúc mình gặp lại rồi đúng không ạ? Do over nghĩa là làm lại từ đầu, hoặc là trang trí phòng theo một kiểu mới, hoặc là tấn công và đánh trọng thương ai đó. Vậy thì mình sẽ thấy được cả ba nghĩa của nó cũng không ok với ngữ cảnh của câu này. Vậy thì cô sẽ chọn được anh này là do in. Vậy anh do in này anh có nghĩa là gì? Thì cô sẽ có như sau. Do in nghĩa là thủ tiêu hoặc giết ai đó. Do somebody in bằng make somebody extremely tired, chợ khiến cho ai đó cực kỳ mệt mỏi. Vậy thì với cái câu này, chúng ta sẽ có make somebody nhé. Make somebody extremely tired. Vậy thì với cái câu này cô sẽ chọn được đó là từ doing. Chính cái việc nơi cái ngọn đồi đó thực sự khiến cho họ mệt lử, đúng không ạ? Nên là câu số 157 cô sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý D. Xong câu số 257 chuyển cô sang câu số 258 này. Với câu số 258 cô sẽ có từ the alternative, cái biện pháp thay thế, là sự kiện cái trường đó. Chợ cái điều này người ta dùng which ở đây thay thế cho cả một mệnh đề phía trước đúng không ạ?
cái việc này cha mẹ thường thường làm gì ạ? Thường để giải quyết những cái vấn đề mà nó có đáng ngờ thì cô sẽ có từ do over. Chợ từ do over có nghĩa là gì? Chợ lại lặp lại một lần nữa này, cô sẽ có từ do over nghĩa là làm lại từ đầu. Do over nghĩa là trang trí phòng theo một kiểu mới. Do over nghĩa là tấn công hoặc đánh trọng thương ai. Vậy thì bạn sẽ thấy được là ở trong trường hợp này bạn có chọn từ do over không ạ? Chợ với cái trường hợp này bạn có dùng từ do over không ạ? Chợ trong trường hợp này cô sẽ thấy được là do over something nghĩa là tấn công hoặc là dùng, tức là dùng kiểu như là dùng cái áp lực đối với cái vấn đề gì đó. Thôi thử xem những anh khác có ok không nhá. Cô sẽ có anh do for thì sao? Chợ cô sẽ có anh do for nghĩa là phá hủy thứ gì? Chợ từ do for của mình nghĩa là phá hủy thứ gì? Hoặc là dọn nhà cho người thân hoặc là người quen ở. Vậy thì ở đây cô thấy cái anh do for của cô nghĩa là không ok rồi, nên cô sẽ không chọn từ do for. Chợ từ do in nghĩa là gì? Do in nghĩa là khiến cho ai đó mệt lử hoặc là giết ai đó, thủ tiêu ai đó. Nhớ. Do up có nghĩa là gì? Do up có nghĩa là sửa lại, trang trí lại, gói quà hoặc là cài lại thắt lại. Vậy thì cả B, C, D của chúng ta đều không ok rồi. Nên là với câu số 258, chợ cô sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý A. Vậy trong trường hợp này cô sẽ thấy là cái anh do over của chúng ta nó sẽ không mang ý nghĩa là tấn công hoặc đánh trọng thương ai. Bởi trước trường này cô sẽ thấy là do over something mà, đúng không ạ? Thì cô sẽ thấy được là với cái từ do over này, nghĩa chúng ta sẽ có là, với câu này cô sẽ thấy được là cô có thể ghép nó với nghĩa là làm lại từ đầu, hoặc là tấn công hoặc đánh trọng thương ai. Thử xem cho cô với anh nghĩa này nhé. Cái giải pháp thay thế là kiện trường. Cái điều mà cha mẹ thường là làm từ đầu với những cái vấn đề mà có ý nghĩa đáng ngờ. Hoặc là chúng ta sẽ có thể dịch câu đấy thì là cái biện pháp thay thế là, có một cái biện pháp khác đó là kiện trường. Cái điều mà cha mẹ thường đánh vào những cái vấn đề mà vẫn còn gây tranh cãi ở chợ. Nói chung là theo hai nghĩa như vậy. Xong chưa, xong chưa? Rồi tiếp này. Câu số 259 cô có cấu trúc như sau. Cô có cấu trúc là see oneself. Cô sẽ có cấu trúc là see oneself as somebody something. Thấy mình như là cái gì? Đó ạ. Thấy mình như là cái gì? Đó ạ. Vậy thì với cái câu câu số này cô sẽ có như sau này. Anh ta thấy, đúng ạ, mình như là một người đàn ông bé nhỏ. Bị làm sao bởi những cái kẻ mạnh. Chúng ta sẽ có là người ta dùng the cộng tính từ để tạo thành danh từ chỉ người dạng số nhiều. Thì cô sẽ có the powerful, kẻ mạnh. Được không ạ? Vậy thì với cái câu này, cô sẽ có từ, đó là từ do. Từ do ghép từ mấy từ gì bây giờ? Được chưa? Thế này cô sẽ có từ do down nghĩa là gì? Chợ cô sẽ có từ do down của chúng ta. Chợ nghĩa là chỉ trích, hạ bệ, sỉ nhục. Nhờ. Thế này vậy thì cô sẽ có với câu số 259 của chúng ta. Dịch câu là dịch là anh ta thấy mình như là một người nhỏ bé, đúng không ạ? Bị sỉ nhục bởi những cái kẻ mạnh. Bị hạ bệ, đúng không? Bị làm cho xấu mặt, bị làm cho nhục nhã bởi kẻ mạnh. Vậy thì câu số 259 cô chọn được ý A. Chợ cô sẽ có từ do out nghĩa là gì? Chợ từ do out của chúng ta có nghĩa là dọn dẹp, tân trang, trang trí. Vậy cô sẽ không dùng từ do out. Được, tiếp này. Cô sẽ có anh tiếp theo của chúng ta. Chợ tiếp này cô sẽ có anh tiếp theo của chúng ta với từ, đó là từ do off. Chợ từ do off của chúng ta có nghĩa là gì đấy ạ? Chợ cô sẽ có từ do off của chúng ta. Từ do off của mình không có nghĩa, đúng không ạ? Cô sẽ có từ do in. Chợ từ do in của mình có nghĩa là gì ạ? To do in nghĩa là thủ tiêu hoặc giết hoặc làm cho ai đó mệt mỏi. Vậy thì với câu này của chúng ta, cô sẽ chọn được câu số 259 là ý A. Nhất trí chưa ạ? Rồi, sau câu số 259 sẽ cho cô xem câu số 260 đi ạ. Với câu số 260 các bạn sẽ chọn được câu này của chúng ta chơi như nào đấy ạ? Ok, xong câu số 259 chuyển cô sang câu số 260 ạ. Thì với câu số 260 bạn sẽ chia được câu này của chúng ta như thế nào? Kế với câu số 260, cô sẽ có như sau này. Bạn sẽ đi vắng trong khoảng 6 ngày. Đó. Và tôi nghĩ là chúng tôi sẽ có thể xoay sở mà không có bạn trong chừng ấy thời gian. Vậy thì với câu này cô sẽ có từ do with, nghĩa là có liên quan tới, hoặc là muốn hoặc cần cái gì. Vậy thì nghĩa của câu số 260 của chúng ta không ok. Cứ có từ do without nghĩa là xoay sở mà không có ai hoặc không có cái gì. Vậy ở trong trường hợp này cô sẽ dùng từ do without. Bạn sẽ đi vắng trong khoảng 6 ngày à?
Giờ bạn sẽ đi vắng 6 ngày á? Tôi nghĩ là chúng tôi có thể xoay sở mà không có bạn trong khoảng thời gian đó. Vậy thì câu số 260 cô chọn được ý B luôn. Đó ạ. Nhá, xem lại sau câu số 260, chuyển cô sang câu số 261. Với câu số 261, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Kế nào sau câu 260, chuyển cô sang câu 261 đi ạ. Với câu 261, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Thì cô sẽ có là he held. Anh này cô là quá khứ của động từ hold, đúng không ạ? Anh ta cầm một cái gói quà nhỏ. Cái gói quà mà được gói bằng giấy màu và dây băng. Vậy thì cô sẽ cần một từ nghĩa là được gói, được cài. Thì cô sẽ không dùng cái anh, đó là anh do our. Anh do our, anh có một mình nghĩa thôi. Đó là ngăn cản ai không có được cái thứ mà họ lên có bằng cái kiểu gian lận. Vậy thì cô sẽ không dùng từ do our. Thế là cô sẽ có từ do with, nghĩa là có liên quan tới hoặc cần tới. Vậy cô cũng sẽ không chọn. Chờ, cô sẽ có anh do for. Anh do for anh nghĩa là phá hủy cái gì đó, hoặc làm ai đó bị thương hoặc giết ai đó. Từ do for nghĩa là dọn nhà cho người thân hoặc người quen ở. Vậy thì ở do for cũng không ok rồi. Cô sẽ dùng từ do up. Chờ, từ do up với nghĩa như sau. Đó nghĩa là cài hoặc là thắt cái gì. Nhờ, vậy thì với cái câu này cô sẽ có như sau. Anh ta cầm một cái gói quà, đúng không ạ? Mà được cài hoặc được thắt. Chờ, được gói bằng cái gì đấy ạ? Ở đây chúng ta có một từ nữa, đó là gói cái gì thành quà. Vậy thì cái anh đuốc của chúng ta có nghĩa nó là cài hoặc thắt lại này, sửa lại hoặc trang trí lại nhà này, hoặc ô tô này, hoặc gói cái gì đó thành quà. Vậy thì cô sẽ dùng nó với nghĩa thứ ba này. Đây là anh ta cầm một gói quà nhỏ được gói bằng giấy màu và giấy băng. Vậy thì với câu số 261 cô chọn được câu đấy là ý D. Sau câu số 261 chuyển cô sang câu số 262. Chờ, câu số 262 thì cô sẽ có từ lo là luật sư này. Cô có từ rot nghĩa là mục rỗng này, nó cũng là không tốt này. Vậy cô có thể dịch là cái người cái ông luật sư thối tha xấu kia, đúng không ạ? Xấu xa kia. Vừa dịch là cái ông luật sư thối tha xấu xa kia, vì từ này nghĩa là thối mục rỗng mà, hiểu vậy? Cái vị luật sư thối tha xấu xa ấy đã ngăn tôi, đúng không ạ? Đã làm sao đấy? Đã làm cho tôi mất hàng nghìn đô la từ cái khoản thừa kế của ông bà của ông tôi. Vậy thì ở đây cô sẽ nghĩ đến việc dùng cấu trúc, đó là cấu trúc do somebody out of. Ngăn cho ai đó, làm cho ai đó không có được thứ gì theo một cái cách gọi là rất là gian lận, đúng không? Rất là xấu. Vậy là cái vị luật sư thối tha xấu xa ấy đã, đúng không? Đã làm tôi mất hàng nghìn đô, đúng không? Từ cái việc mà làm sao thừa kế, từ cái bản thừa kế của ông tôi. Vậy theo cái cách dịch như vậy, câu số 262 cô chọn được ý A. Đó ạ. Sau câu số 262 chuyển cô sang câu 263 này. Chờ, câu số 263 này, nếu như mà bạn cho thêm cái thứ gì vào cái vali của bạn thì bạn sẽ không thể đóng nó được, không thể thắt nó lại được. Thì cô sẽ có từ do over. Với cấu trúc do over nghĩa là làm lại từ đầu, trang trí phòng theo một kiểu mới, hay tấn công đánh trọng thương ai. Vậy thì với cái nghĩa như vậy cô sẽ không dùng do over được. Giờ cô sẽ có anh do up với nghĩa là gì? Chưa, anh đu up có nghĩa là cài lại, đúng không? Thắt lại quần áo hoặc là dây dây an toàn nhá. Nghĩa không dùng dây bảo đảm mà dây an toàn này. Đúng không? Thì là cài lại, thắt lại quần áo, dây an toàn chấm chấm có nghĩa là còn nhiều cái nữa. Vậy nó sẽ có nghĩa là cài hoặc là thắt. Vậy thì trong cái ngữ cảnh câu này gì cả? Nếu bạn cho thêm vào vali nữa thì bạn sẽ không thể đóng nó lại được, đúng không ạ? Thì có thể dùng từ đùa, đúng không ạ? Sao chưa, sao chưa? Rồi, tiếp này. Xong câu số 263, chuyển cô sang câu số 264. 264 thì cô sẽ có là hầu hết những cái bài báo đó, đúng không ạ? Hầu hết những bài báo cần phải loại bỏ cái vị thế của Mỹ trên thế giới chưa? Từ khi mà kết thúc của cuộc chiến tranh lạnh. Cô có từ câu ghép với từ của chiến tranh lạnh nhá. Thì cô sẽ có như sau bằng phương pháp loại trừ nhé. Cô thử cái anh Dufour thì sao? Dufour nghĩa là phá hủy lặng lại thứ gì hoặc làm cho ai đó bị thương, chợ hoặc là dọn nhà cho người thân người quen ở. Vậy thì cô sẽ không dùng anh do for được. Nhá. Xong chưa, xong chưa? Vậy thì với cái câu số 264 cô tiếp tục này. Chợ câu số 264 cô sẽ có từ do up, từ đấy cô nhớ nhất này. Do up có nghĩa là cài lại, đúng không ạ? Nghĩa là thắt lại, nghĩa là gói quà, nghĩa là sửa trang trí lại nhà. Vậy không chọn. Chợ do with nghĩa là có liên quan tới, cần tới, không chọn. Nhờ vậy cô sẽ chọn từ do away with. Thủ tiêu, bãi bỏ, xóa bỏ vị trí của ai, cái gì. Đây câu số 264 cô chọn được câu này là ý A nhá. Xong chưa, xong chưa?
Câu số 264 của chúng ta là ER. Đúng không ạ? Xong câu số 264, xong câu 264 chuyển cô sang câu số 265 này. Với câu 265 cô sẽ có là mọi người nghĩ rằng cái việc sử dụng robot này sẽ loại bỏ, đúng không ạ? Sẽ xóa bỏ được những cái công việc mà làm sao vừa boring, vừa tẻ nhạt, lại vừa được trả lương thấp ở trong nhà máy. Thì cô sẽ có từ do for. Từ do for của chúng ta có nghĩa là phá hủy đặng đời thứ gì hoặc là dọn nhà cho người khác ở. Vậy ý D của cô sai. Do up nghĩa là cài thắt gói hoặc là trang trí, sai. Do with cần tới, sai. Vậy cô sẽ dùng từ do away with. Thì cô sẽ có anh do away with nghĩa là xóa bỏ, loại bỏ, được không ạ? Mọi người nghĩ rằng cái việc sử dụng robot này sẽ xóa bỏ, đúng không ạ? Sẽ loại bỏ được những cái công việc tẻ nhạt mà trả lương thấp ở trong nhà máy. Xong câu số 265 chuyển cô sang câu số 266. Chúng tôi lên kế hoạch, cô có cấu trúc là plan to do something. Lên kế hoạch làm gì? Chợ chúng tôi lên kế hoạch là sẽ làm sao cái nhà bếp đó vào năm tới. Vậy câu này chắc là mang nghĩa sửa sang rồi. Cô có anh do over. Do over nghĩa là gì? Là cô sẽ có anh do over nghĩa là làm lại cái gì đó từ đầu. Được chưa? Chúng ta sẽ có từ do over nghĩa là trang trí phòng theo một kiểu mới. Do over nghĩa là tấn công hoặc đánh trọng thương ai. Vậy thì cô sẽ thấy được cái anh do over của cô có nghĩa là trang trí rồi. Nhận do off không có nhá. Do off nghĩa là ngăn ai có được thứ gì bằng một cái hành động rất là gian lận phi pháp. Vậy thì cô sẽ thấy B và C của cô không ok rồi. Cô chỉ còn anh doing thôi. Anh doing nghĩa là thủ tiêu, giết ai đó hoặc làm cho ai đó mệt mỏi. Vậy thì nghĩa nó không ok với ngữ cảnh câu này. Do đó câu 266 của chúng ta chỉ còn ý A mà thôi. Xong chưa, xong chưa? 266 sau chuyện cô sa câu số 267. Người ta dùng should cộng với chủ ngữ cộng với verb nguyên ra. Đây nó sẽ là hình thái của điều kiện loại 1. Vậy dịch như sau. Họ có nên làm sao slow down, cho sống chậm lại không? Bởi vì sooner or later, sớm muộn gì, đúng không ạ? Thì cái nhịp sống, cô có từ pace là nhịp sống. Chợ cái nhịp sống làm sao đấy? Cái nhịp sống hectic. Chợ có sẽ có từ hectic, nghĩa là gì? Nghĩa là bận rộn hối hả, đúng không ạ? Sẽ khiến cho họ làm sao? Với câu số 2 cho 67 dịch là họ sẽ, đúng không ạ? Họ sẽ sống chậm lại. Bởi vì sớm muộn gì thì cái nhịp sống hối hả đấy cũng khiến cho họ mệt lử, mệt nhoài. Chợ cô sẽ có từ slow down nghĩa là với từ slow down của chúng ta nghĩa là chậm lại thì cô sẽ có từ speed up nghĩa là tăng tốc lên nhá. Ở đây người ta dùng cái dạng là should they be. Đó. À sorry, câu này cô nó chỉ có một vế thôi, không phải là điều kiện loại một đảo ngữ đâu. Câu này chúng ta chỉ dịch là người ta dùng should cộng verb nguyên dạng để diễn tả một lời khuyên thôi. Vậy dịch là họ có nên sống chậm lại bởi vì sớm muộn gì thì cái nhịp sống hối hả đấy cũng sẽ khiến cho họ mệt nhoài. Chúng ta có cái cấu trúc là do somebody in, đúng không ạ? Khiến cho ai đó mệt nhoài. Vậy thì câu số 267, cô chọn được câu đấy là ý C. Xong câu số 267, chuyển cô sang câu số 268. Chợ chúng ta sẽ có là cái anh này, anh luôn khẳng định rằng, nhớ, anh luôn khẳng định rằng làm sao? Anh ấy, đúng không? Anh ấy, nhớ, anh ấy có, đúng không? Anh ta chẳng có cái gì, đúng không? Anh ta chẳng muốn cái gì, ngoại trừ, đúng không? À, anh ta không làm cái gì có liên quan tới cái sự biến mất của cô ấy, dịch như vậy đi, đúng không? Anh ta luôn khẳng định rằng là anh ta không làm bất cứ thứ gì làm sao để có liên quan tới cái disappearance, cái sự biến mất của cô ấy. Vậy cô sẽ có từ do over nghĩa là làm lại từ đầu. Do over nghĩa là trang trí phòng theo một kiểu mới. Do over nghĩa là tấn công hoặc đánh trọng thương ai. Vậy trong ngữ cảnh câu này cô sẽ không dùng từ do over được. Nhưng cô sẽ có từ do with nghĩa là gì? Do with của chúng ta có nghĩa là cần hoặc là muốn. Do with nghĩa là có liên quan tới. Vậy thì ở trong ngữ cảnh câu này gì là anh ta luôn khẳng định rằng anh ta không làm gì có liên quan tới cái sự biến mất của cô ấy cả. Vậy thì câu số 268 này, cô chọn được đáp án của câu đấy là ý B với từ do with. Và trong trường này do with nghĩa là có liên quan tới em nhé. Được không ạ? Rồi, xong câu số 268, chuyển cho cô sang câu số 269. Chợ với câu số 269, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Ok. Thứ nhất là cô sẽ bỏ cái anh do off trước, đúng không ạ? Cô sẽ có anh doing nghĩa là gì? Chợ anh doing của chúng ta có nghĩa là thủ tiêu hoặc là giết ai, làm cho ai đó mệt nhoài. Vậy trong trường này là chúng ta sẽ có cái cấu trúc là have somebody cộng verb nguyên dạng. Chợ have somebody do something, nhờ ai đó làm gì? Have something cộng verb phân từ hai, có cái gì được làm bởi ai? Vậy thì với cái câu số 269 này, chợ họ đã có cái nhà bếp
Đúng ạ, được sửa sang lại bằng bằng cái gỗ thì màu sáng và mái thì màu xanh. Vậy thì cô sẽ thấy là cô cần một từ nghĩa là sửa sang tân trang lại. Thì cô bỏ anh bằng bỏ cái anh đan ọc đầu tiên rồi nhá. Cái anh đan in của chúng ta nghĩa là thủ tiêu hoặc giết ai, hoặc nghĩa là làm cho ai đó mệt nhoài, nên B của cô không ok rồi. Cô có anh đan with của chúng ta nghĩa là có liên quan tới hoặc cần cái gì. Vậy C của cô cũng không ok. Do đó cô sẽ chọn từ đan out. Với từ đan out của chúng ta có nghĩa là gì? Chợ cô sẽ có từ đan out nghĩa là dọn dẹp, tân trang, trang trí. Vậy thì với cái câu này, cô sẽ chọn được câu số 269 của chúng ta là ý D. Ok chưa? Sau câu số 259, chuyện cô sang câu 270. Tôi có thể cần một vài ngày nghỉ. Là cô sẽ có là day off là ngày nghỉ. Tôi có thể cần một vài ngày nghỉ làm việc. Cô sẽ có do without nghĩa là làm mà không có cái gì. Vậy không phải đúng không? Thế này cô sẽ có từ do with nghĩa là cần. Vậy thì với câu số 270, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý B. Ok. Tôi có thể cần một vài ngày nghỉ. Do away with nghĩa là thủ tiêu, bãi bỏ hoặc loại bỏ. Nó sẽ bằng anh get rid of, loại bỏ, bãi bỏ. Chợ do over của chúng ta nghĩa là làm lại từ đầu. Chợ từ do over của chúng ta có nghĩa là trang trí phòng theo một kiểu khác. Vậy thì câu số 270 của chúng ta chỉ có thể là ý B mà thôi. Xong câu số 270, chuyển cô sang câu số 271. Dạ, câu số 271 dịch là Joe đã bị làm sao bởi giáo viên của anh ta thường xuyên tới mức mà anh ta đã mất đi cả cái sự tự tin của mình. Confidence là sự tự tin. Cô sẽ có anh sao ấy? Cô có anh do over nghĩa là làm lại từ đầu. Do over nghĩa là đánh trọng thương ai. Do over nghĩa là trang trí. Vậy thì cô sẽ không chọn ý A. Chờ cô sẽ có từ do for của chúng ta nghĩa là gì? Chờ cô có từ do for nghĩa là phá hủy nặng lời thứ gì, hoặc làm cho ai đó bị thương, hoặc là dọn nhà cho người thân, người quen ạ. Vậy thì cô sẽ thấy được là với cái câu số 271 này, nhỡ chúng ta sẽ dùng từ do for hay là từ do down. Cứ có anh do down của chúng ta nghĩa là gì? Nhỡ cô sẽ có anh do down nghĩa là chỉ trích, hạ bệ hoặc sỉ nhục ai đó. Nhớ, cứ có từ đó là từ do down nghĩa là chỉ trích, hạ bệ hoặc sỉ nhục ai đó. Thế còn từ do for nghĩa là phá hủy lặng này thứ gì, hoặc làm cho ai đó bị thương hoặc giết ai. Vậy thì trong cái ngữ cảnh câu này cô sẽ có là anh này bị giáo viên mắng nhiếc đúng không? Một cách rất là thường xuyên tới mức mà anh ta mất đi cả cái sự tự tin của mình. Vậy thì với câu số 271, cô sẽ chọn được câu đấy là ý C. Sau câu số 271, chuyển cô sang câu số 272. Chợ cô sẽ còn còn một hai câu thôi, các bạn cố gắng cho cô này. Chợ chính là cái trận cúm đó đúng không? Đã làm sao cô ta in the end. Chúng ta sẽ có từ in the end nghĩa là gì? Cuối cùng. Chính là cái bệnh cúm đó, chính là cái trận cúm đó, cuối cùng đã làm sao cô ấy. Chờ cô sẽ có từ do in nghĩa là cài, là thắt, là gói, đúng không ạ? Là sửa lại, trang trí lại. Cô sẽ không dùng do in, do off không có. Chờ cô sẽ chỉ còn do out và do for. Chờ cô sẽ có từ do out nghĩa là dọn dẹp, tân trang, trang trí. Vậy thì mình sẽ không thấy, không thể dùng do out ở trong trường hợp này được. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 272 của chúng ta là từ do for. Từ do for của mình có nghĩa là gì? Chợ do for có nghĩa của chúng ta nghĩa là phá hủy nặng nề thứ gì, hoặc làm cho ai đó bị thương hoặc là giết ai. Vì trong ngữ cảnh câu này gì là chính là cái trận cúm đó đã giết chết cô ấy, hoặc là cô ấy đã chết trong cái trận cúm đó. Vậy thì với câu số 262, 272, cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý A. Đó ạ. 272 của chúng ta là ý A nhé. Chợ cô sẽ có là do somebody in mới làm cho ai đó mệt nhoài. Nhưng mà đây nó lại là do for somebody cơ, nên là chúng ta không dùng ý D được. Nghe cô Trang Anh nói này. Chờ cô sẽ có cấu trúc là do somebody in mới là bằng cấu trúc là make somebody extremely tired. Nhưng mà ở đây của chúng ta lại là do for somebody cơ, nên chúng ta sẽ không chọn ý D được. Nhớ không ạ? Rồi xong câu số 272, chuyển cô sang câu số 273. I'm sure, tôi chắc chắn rằng James could do some help. Nhớ có dịch là sao? Nhớ cô sẽ có từ do in, sorry. Cái từ do in của chúng ta có nghĩa là thủ tiêu hoặc là giết ai đó. Chợ từ do in của chúng ta có nghĩa là thủ tiêu hoặc là giết ai đó. Nhớ chúng ta sẽ có từ do in của chúng ta có nghĩa là làm cho ai đó mệt nhoài. Đó. Vậy à, thì từ xếp sân từ 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 cô sẽ lại câu này này. Chợ chúng ta sẽ có là từ do for của chúng ta
có nghĩa là phá hủy đằng này thứ gì đó, hoặc làm cho ai đó bị thương, hoặc là giết ai nhờ. Cái này của chúng ta cũng có nghĩa là giết ai này. Trở về cô sẽ có cái từ do in của chúng ta cũng có nghĩa là thủ tiêu hoặc giết ai. Từ từ nhé. Với cái câu này cô sẽ có như sau này. Cô có từ do for có nghĩa là phá hủy nặng nề thứ gì, hoặc làm cho ai đó bị thương, hoặc là giết ai. Nhờ. Vậy với cái này cô sẽ có là từ từ do in của chúng ta nghĩa là thủ tiêu hoặc giết ai. Từ 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 từ. Thế thì với cái câu này của chúng ta, bạn sẽ sửa đề cho cô như sau, như nó sẽ thành hai đáp án mất. Nhờ. Nên em sửa đề cho cô anh này thành do up đi. Nhờ. Theo hướng như vậy. Đó nhá. Chờ, sorry các bạn sửa đề cho cô này thành do up đi này. Để chúng ta chỉ ra được một đáp án thôi. Được không ạ? Rồi, thế này với câu số 273. Nhờ, với câu số 273 thì cô sẽ có là I'm sure, tôi chắc chắn rằng Jane có thể, đúng không? Sẽ cần sự giúp đỡ. Cứ có từ do away with của chúng ta có nghĩa là thủ tiêu, hủy bỏ, không phải. Chợ do up của chúng ta nghĩa là cài thắt, sửa lại, trang trí, không phải, đúng không ạ? Do for của chúng ta có nghĩa là gì? Do for của chúng ta có nghĩa là phá hủy này thứ gì, hoặc làm cho ai đó bị thương, hoặc là giết ai đó. Nhớ. Thế này từ do for của chúng ta nghĩa là dọn lại, dọn nhà cho người thân, người quen ở. Vậy thì cô cũng sẽ không dùng từ do for cho trường này được. Như là cô sẽ chọn được đáp án của câu này sẽ là do with. Chợ cô sẽ có từ do with của chúng ta có nghĩa là gì? Chợ từ do with của chúng ta có nghĩa là có liên quan tới, hoặc là muốn, hoặc là cần cái gì. Vậy trong trường này gì là I'm sure, tôi chắc chắn rằng Jane có thể sẽ cần sự giúp đỡ. Nên là với câu số 273, cô sẽ chọn được câu này của chúng ta là ý B. Nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái anh do này cô, là cái câu này cô. Nhớ, nó có cả hai trường hợp. Nhớ, chúng ta sẽ có là do in, à từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, câu này của cô sửa lại câu này cô như sau này. Nhớ, cô sẽ có cái từ do in của cô có hai nghĩa. Nhớ, từ do in của chúng ta có nghĩa là thủ tiêu hoặc giết ai. Từ do in của chúng ta nghĩa là làm cho ai đó mệt mỏi. Nhưng mà theo cái này thì cả hai cái trường hợp này của mình nó đều dùng cái cấu trúc là do somebody in. Nhớ, từ từ nhá. Cô chữa lại câu này một xíu này. Giờ cô sẽ có là cả hai trường hợp nó đều là do somebody in, có hai nghĩa, được chưa? Nghĩa thứ nhất đó là giết ai đó, nghĩa là làm cho ai đó mệt nhoài. Mà trong trường hợp này của cô nó là do some, à do chấm chấm xong đến somebody cơ. Vậy thì 272 của chúng ta vẫn là ý A. Và câu này không phải sửa đề gì cả, vẫn là in bình thường, được không ạ? Nghe nghe cô nói lại câu này một xíu này. Đó là cái cấu trúc là do somebody in có hai nghĩa là giết ai đó, hoặc là làm cho ai đó mệt nhoài, nhưng nó đều là do somebody in. Nhưng mà ở đây của cô lại do chấm 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 somebody, nên là cô sẽ chọn câu số 272 của chúng ta là ý A. Ok, nên là câu này của chúng ta vẫn để nguyên đề là in không sửa gì cả, và đáp án của chúng ta vẫn là ý A nhé. Xong chưa, xong chưa? Rồi, ok, các thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong cái chuyên đề chinh phục cụm động từ do. Hẹn gặp lại các bạn tối nay với chương trình đó là chữa đề số 18 trong sách 35 đề minh họa nhé. Tạm biệt các bạn.